Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xóm Anime. Mẹ đang có hứng trồng cây nên rủ Shin ra ngoài vườn để làm, tiện trồng thêm một số loại rau để đỡ phải dùng tiền mua. Mẹ có 5 phiếu thuê đĩa DVD miễn phí nên rủ siêu quậy đi theo, định thuê thì gặp được nhà Kazama. Thầy hiệu trưởng cất giữ một bí mật rất khủng khiếp mà đến cả vợ thầy cũng không được biết. Mẹ được hoàn tiền ở siêu thị nên rẽ vào hàng vé số để mua. Về đến nhà xem thì đã trúng giải đặc biệt. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu ngay thôi nào! Tập phim Trồng Rau. Shin vừa đi học về, đang nhảy múa thì bỗng dưng nghe được tiếng động lạ ở bên ngoài. Cô cậu ngó ra thì thấy mẹ hình như đang trồng cây thì phải. Mẹ hỏi siêu quậy xem có muốn giúp không. Cậu nhóc không thể nào từ chối được vì tò mò. Shin hỏi mẹ đang làm cái gì vậy hả ba già? Mẹ nghe vậy thì bực quá, thằng con cũng gan to đấy. Nhưng may sao ông nhõi lại chuyển chủ đề khiến cho mẹ nguôi ngoai. Mẹ nói với siêu quậy rằng mẹ đang muốn làm một vườn rau ở đây. Shin nghe vậy cũng đã đoán được mình sẽ được giao nhiệm vụ tưới cây nên cô cậu đã tháo chạy ngay lập tức. Nhưng làm sao mà thoát được tốc độ của một bà nội trợ. Mẹ nói với thằng con vì muốn tiết kiệm chút tiền cho gia đình nên mới nghĩ ra cách này. Thế rồi mẹ lấy một bọc túi ra, trong đó là những củ hành đang nảy mầm và một số loại hạt mẹ kiếm được. Shin thắc mắc rằng liệu hạt giống này có mọc được cây không? Thực ra thì mẹ cũng không biết nữa. Ông nhõi nghe vậy thì cũng muốn tự tìm hạt giống để trồng, nhưng hạt giống này của Shin lạ lắm, nó chỉ làm cho cái bụng của cậu nhóc no hơn thôi. Mẹ đã bắt bài trước rồi nên lại bắt siêu quậy ra ngoài phụ mẹ. Mẹ đang cố gắng để làm cho việc trồng cây này trở nên thú vị hơn cho Shin, vậy mà cô cậu lại chỉ thắc mắc về những cái cây khô héo ở đằng kia, mấy cái cây mà mẹ gọi là thảo dược ấy. Ông nhõi rất thông minh khi lấy ví dụ để chứng minh cho sự cả thèm chóng chán của mẹ, nhưng có vẻ như lần này mẹ quyết tâm lắm, mẹ sẽ lấy thất bại đó làm động lực để có thể tiếp tục làm việc. Shin thấy cái cao rồi nhặt lên và hỏi mẹ có ngứa lưng không. May sao mẹ có phản xạ phi thường nên đã chặn được thằng con báo. Mẹ mới giải thích rằng cái cào này là để xới đất lên, nhưng siêu quậy thì chỉ lấy nó ra để nghịch mà thôi. Rồi không hiểu sao, nhờ sự nghịch ngợm của Shin mà mẹ đã có ngay một khoảng đất để trồng. Cô cậu sau đó lấy hạt giống ra rải xung quanh làm mẹ phải cản lại, đúng là hết thuốc chữa với ông tướng này mà. Hôm sau, khi đi học về, Shin hét toáng lên làm mẹ và Hima đang ngủ ở trên nhà cũng phải tỉnh giấc. Thì ra chỗ hạt giống hôm qua siêu quậy gieo xuống đã nảy mầm thành cây hết rồi. Mẹ cũng rất bất ngờ khi không nghĩ là nó có thể mọc ra thành cây được. Shin bắt đầu giới thiệu cho mẹ những mầm cây. Hóa ra chỉ là đặt tên cho nó theo hình dạng gầy gò hay to lớn của cây thôi, chứ cô cậu có biết nó là loại gì đâu. Siêu quậy cũng cảnh báo trước với mẹ là không được ăn rau từ cây của mình, đặc biệt là bạch tuyết. Thế rồi Shin đặt tên cho từng cây một, có bảng hiệu đàng hoàng rồi tưới cây. Ai kia còn muốn cây lớn nhanh hơn bằng cách đổ dầu gội của bố vào, nhưng may mắn là mẹ đã ngăn cản ông nhõi kịp thời. Đứng nhìn quanh một lúc thì Shin thấy có con sâu trên cây, cậu nhóc liền ném đi, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì nó lại rơi trúng vào trán của mẹ, khiến mẹ hét inh ỏi cả lên. Đến tối, siêu quậy khoe cho bố biết về cây mà mình mới trồng, còn đặt tên cho nó là Hy Vọng. Cô cậu rất mong chờ đến ngày nó lớn để có thể thu hoạch, làm dưa muối cho chị Nanako. Bố cũng muốn ăn dưa nên Shin hứa sẽ tưới thêm nước cho nó. Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã, ông nhõi vẫn đứng che ô tưới nước cho Hy Vọng. Mẹ nhìn thấy vậy thì nghĩ đúng là trẻ con. Hôm sau, siêu quậy đang ngồi ăn kem thì mẹ nhắc nhở cậu nhóc phải cho bạch tuyết đi dạo. Gần đây Shin đã bỏ bê nó quá lâu rồi, hình như quên luôn cả Hy Vọng thì phải. Cô cậu cầm bình nước ra để tưới thì phát hiện quả ớt xanh trên cây Hy Vọng. Cây nào cũng vậy hay sao á? Cả thế giới của Shin sụp đổ. Ông nhõi hết cách, đành phải bảo bạch tuyết nếu đói thì cứ ăn ớt xanh ở đây đi. Đến tối, cả nhà ăn cơm ngon lành, chỉ có riêng Shin là buồn rầu vì đĩa ớt xanh trên bàn chính là hy vọng của siêu quậy. Tập phim Cho thuê đĩa DVD. Hôm nay, Shin và mẹ cùng bé Hima sẽ đi thuê đĩa DVD vì mẹ có được 5 vé thuê đĩa miễn phí. Ba mẹ con bước vào cửa hàng, mẹ bảo rằng may mắn sao là 5 chiếc vé này lại hết hạn vào đúng hôm nay. Siêu quậy nghe thấy thì thích lắm, cô cậu sẽ thuê hết tất cả những đĩa phim siêu nhân ở đây, nhưng hình như là mẹ không cho, có vẻ mẹ đã có dự định khác rồi. Shin phụng phịu, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Mẹ sẽ thuê một bộ phim truyền hình mà mẹ và Hima đều rất thích vì trong phim đó có diễn viên đẹp trai. Dù đã xem rồi nhưng hai mẹ con vẫn muốn thưởng thức lại để có thể ngắm anh chàng đẹp trai đó. Siêu quậy cũng muốn được xem phim siêu nhân nữa, nhưng có vẻ không thắng được lựa chọn của mẹ và em gái. Hết cách, ông nhõi định dùng tuyệt chiêu đôi mắt long lanh để làm cho mẹ mủi lòng, và thế là mẹ sẽ cho cô cậu thuê một bộ siêu nhân. Nhưng với lòng tham không đáy thì Shin không thể nào hài lòng được với con số đó. Mẹ nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong cửa hàng mà lại cãi nhau đến là to, không ổn rồi. Thế là mẹ bảo siêu quậy không được nói nữa và kéo cậu nhóc ra một góc. Tự dưng thấy thằng con sao hôm nay lại nặng thế nhỉ? Ngoảnh ra sau thì mới biết Hima đã bám vào tấm bìa quảng cáo của một anh chàng diễn viên điển trai nào đó. Đúng là mê trai ăn vào máu rồi. Cuối cùng mẹ cũng đã tìm được bộ phim ưng ý, nhưng tập 3, 4 và 5 mà mẹ đang định mượn thì đã bị người ta lấy mất. Thế là Shin lại được tăng thêm số tập phim siêu nhân có thể xem, cậu nhóc nghe xong thì sung sướng, chạy ngay ra quầy phim siêu nhân. Lúc này, Kazama cũng đang chọn những tập phim siêu nhân mới nhất để về nhà xem. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên, đó chính là Shinosuke. Thấy cậu bạn đang chạy đến thì Kazama nhanh tay giấu đĩa đi để ông nhõi không thấy, còn cố tỏ ra không hứng thú gì về mấy trò siêu nhân này. Kazama phải bịa ra mình đang tìm đĩa tiếng Anh để Shin khỏi nghi ngờ. Siêu quẩy thì cũng chả quan tâm đến mấy thứ đó, cụ cậu chỉ đang để ý đến chỗ những đĩa siêu nhân thôi. Mà đến đủi thế nào, tất cả những tập mới đều đã bị mượn hết rồi. Thôi thì đành xem lại những tập cũ vậy, Kazama an ủi cậu bạn và bảo rằng những phần cũ cũng rất hay mà. Thấy ông nhõi nghi ngờ nên nhóc ấy phải chối ngay và nói rằng Masao kể như vậy. Ở bên này, mẹ đã tìm ra được một cuộn băng ưng ý, nhưng vì đã chót hứa với thằng con rồi nên thôi. Thật bất ngờ, mẹ Kazama cũng đang ở đây. Hai mẹ chào hỏi nhau, rồi mẹ Misae kể rằng thật ra mình cũng không thích gì lắm, chỉ là do có phiếu mượn miễn phí nên mới qua xem thôi. Bây giờ, vì sợ siêu quậy sẽ thấy được đống đĩa của mình nên Kazama phải trốn đi chỗ khác, mà khổ nỗi là Shin lại cứ bám theo. Kazama lo lắng rằng khi ra thanh toán mà bị cu cậu bắt gặp thì sẽ không hề ổn chút nào. Thế là cậu nhóc nghĩ ra kế, nói rằng mình bị thiếu đĩa học tiếng Anh nên sẽ sang quầy bên đó. Mẹ Misae thì nhìn được vào trong giỏ của mẹ Kazama và phát hiện những người thuê tập mà mẹ muốn lại chính là cô ấy. Mẹ Kazama mới bảo rằng do quá thích bộ phim này nên mới thuê hết như vậy, chứ ban đầu chỉ định thuê 1 hoặc 2 tập thôi. Mẹ Misae rất vui khi có người chung sở thích với mình nên mẹ Kazama đã mời mẹ đến nhà để cùng xem cho vui. Shin vẫn bám theo Kazama không rời, kể cả khi đi ra quầy tiếng Anh. Siêu quậy cũng nhắc nhở cậu bạn để không chọn phải đĩa không tốt. Kazama biết không thể nào xem được phim siêu nhân rồi, định trả lại nhưng cũng chẳng biết làm cách nào. Đúng lúc đó thì hai mẹ đi tới, cơ hội đây rồi. Kazama đổi chiếc đĩa siêu nhân, lấy một chiếc đĩa tiếng Anh rồi cất nó vào giỏ. Mẹ Misae nói rằng sẽ tới nhà Kazama để xem phim, khiến Shin vui vẻ rủ cậu bạn xem siêu nhân cùng mình. Nhưng nhóc ấy lại muốn học tiếng Anh, ngờ đâu Kazama lại đổi nhầm đĩa và thế là bại lộ luôn. Sau đó, ba người ngồi ghế ngắm ảnh diễn viên đẹp trai. Mẹ Kazama vì đã xem hết rồi nên kể lại trước cả nội dung, khiến cho mẹ Misae ước rằng mình được xem ở nhà. Còn bên này thì Kazama và Shin ngồi trong phòng xem phim siêu nhân. Vì siêu quậy quá hiếu động nên Kazama bực mình lắm, chỉ muốn ngồi xem một mình mà thôi. Tập phim Tình yêu bí mật của Boss. Xe buýt vừa đưa các bạn đến trường, Nene và Kazama lần lượt xuống xe nhưng cũng không quên cảm ơn thầy hiệu trưởng rồi đi vào lớp. Shin cũng cảm ơn thầy, nhưng cu cậu thấy hình như thầy đang tức giận chuyện gì đó thì phải. Thầy thì bảo có chuyện gì đâu mà tức giận. Cô Yoshinaga thì thấy bình thường mặt thầy vẫn vậy. Cô bảo ông nhõi hãy xuống xe để các bạn khác còn xuống. Masao cũng giục cậu bạn đi nhanh lên. Vừa vào trong trường thì thầy hiệu trưởng gặp được cô Ageo đang đi đổ rác. Cô giật mình vì bất ngờ gặp thầy, nhưng cũng khá ngại khi nhìn thấy thầy có vẻ bực bội chuyện gì đó. Nhưng thầy có cáu giận gì đâu. Cô Ageo ngại quá nên bỏ đi luôn. Cô thấy việc phân tích biểu cảm trên mặt thầy là một điều gì đó rất khó. Còn thầy thì chỉ biết than thở vì hồi bé mọi người đã nghĩ thầy như vậy rồi. Bỗng thầy nghe được một tiếng mèo phát ra từ đâu đó. Ngó nghiêng một hồi thì thấy một bé mèo con đang núp ở trong bụi. Nó cứ rụi rụi vào tay thầy. Thầy bế nó lên định mang về nhà, nhưng nghĩ đến cảnh vợ mình ở nhà sẽ tức giận như nào khi thầy lại đem một con thú hoang nữa về nhà nên cũng hơi rén. Thấy nó đói bụng nên thầy quyết định sẽ đem nó về luôn. Mở tủ lạnh ra xem có gì cho nó ăn không thì vợ bước vào. Thầy phải lấy cớ là mình uống chút sữa thôi, rồi lén lấy một cái đĩa nhỏ ra đổ sữa vào cho mèo con uống. Nó căng bụng thì nó quay ra quấn quýt thầy hiệu trưởng để cảm ơn. Thầy rất cảm động vì nhìn gương mặt này của thầy mà nó chả sợ tí nào. Đang chơi với nó thì thầy nghe được tiếng vợ gọi nên hoảng quá, nhanh chóng giấu mèo con đi thôi. Thầy mở cửa xe cho mèo trốn lên. Vợ thầy ra thì chỉ thấy chồng mình đang lau kính. Hóa ra là cô Yoshinaga gọi thầy đến để tham dự buổi họp định kỳ. Thầy còn chả nhớ là có vụ này luôn. Vợ đi rồi thầy mới thấy nhẹ cả người. Sau đó thầy khởi động xe, bật điều hòa cho mèo con mát rồi lên đường. Đến nơi, thầy xin lỗi các cô vì đã đến muộn là do có con mèo. À không được để ai biết về vị hoàng thượng này, nên mới lấy lý do làm mãi không tìm được sổ ghi chép. Và thế là cuộc họp bắt đầu. Cô Matsuzaka bảo rằng hôm nay sẽ họp về chủ đề môi trường, mà không hiểu thầy hiệu trưởng nghe thế nào lại thành ra con mèo. Cô Matsuzaka mới giải thích là cần có những hoạt động thiết thực hơn để cho các học sinh hiểu thêm về môi trường. Mãi thầy mới hiểu rồi ngồi cười một mình như dở hơi vậy. Lúc này, Shin và Kazama thò đầu vào bảo với thầy hiệu trưởng rằng động cơ xe buýt vẫn đang hoạt động. Cô Yoshinaga mới giật mình ngó ra. May mà không có chuyện gì. Masao đứng đó và bảo rằng thế này thì không ổn, vừa tốn xăng lại còn gây hại cho môi trường. Thầy hiệu trưởng ngại quá nên đành phải ra tắt máy. Nhìn mèo con đang ngủ ngon lành mà thầy chẳng biết phải làm như nào, vì lũ trẻ cứ đứng đó canh xem thầy có tắt máy đúng cách không. Thầy hứa với đám trẻ là sẽ tắt máy đúng cách. Thế rồi thầy trèo lên xe, mở hết cửa sổ ra thì lại thấy tụi nhóc đứng bên đó, bị dồn vào đường cùng. Thầy nghĩ mình sẽ kể hết mọi chuyện cho các bạn. Đang định kể thì vợ thầy đi ra nên thầy hẹn để khi khác. Cả đám thấy chuyện này thật là kỳ cục quá đi. Vừa đóng cửa xe thì chú mèo kêu làm thầy hết hồn. Kazama hình như cũng đã nghe thấy tiếng mèo kêu thì phải, thầy thì cứ giả bộ không nghe thấy gì. Chị đại thấy, thầy hôm nay lạ lắm, thì thầy đang hóa thân thành một chú mèo mà. Xin nghe thấy vậy liền lấy bộ đồ mèo ra cho thầy hóa trang. Mặc xong bộ đồ rồi, cả bọn mới thấy thầy mặc bộ đồ này trông đáng sợ quá, lại còn làm cho hai cái tai di chuyển nữa. Bỗng nhiên, chú mèo trèo từ cửa sổ xe xuống sắp ngã đến nơi. May sao thầy hiệu trưởng lao đến kịp. Vợ thầy hoảng hốt, không hiểu sao lại có mèo ở bên trong. Siêu quậy cũng hốt hoảng chạy vào trong lớp. Hóa ra cô cậu chạy vào tắt đèn phòng vệ sinh vì có ai đó quên tắt. Hành động này xứng đáng 10 điểm. Ngoài này, thầy đang bị vợ mắng trong một trận tơi bời. Chú mèo đang nằm ở trên tay thầy, đột nhiên chạy ra ngoài cửa, thì ra đó là mèo của một cô bé. Đáng định nói lời cảm ơn, nhưng nhìn mặt thầy siêu đáng sợ nên cố nhóc chạy đi luôn. Vậy là không sao rồi, thầy chỉ mong mèo con không bị lạc nữa và vào phòng để tiếp tục cuộc họp. Tập phim Một tờ vé số. Mẹ Misae đang đi siêu thị, vừa mua xong một mớ đồ thì được thông báo rằng mẹ đã tích đủ 300 điểm nên được hoàn lại 300 yên. Mẹ sung sướng, suy nghĩ xem nên mua cái gì bây giờ. Đang đi thì mẹ thấy một quầy vé số, tính thử vận may của mình nên mẹ cũng làm luôn một vé. Đưa 300 yên cho người ta và mẹ nhận lại được một tờ vé số. Hôm sau, mẹ lục tung các tờ báo lên để xem kết quả như nào. Bỗng nhiên tay chân mẹ bùn rủn, hình như là mẹ đã trúng giải đặc biệt rồi. Bố thì nghĩ chắc vợ mình lại lên cơn hâm. Mẹ túm cổ áo bố và nói rằng cả nhà đã trúng được 300 triệu yên. Xin nghe xong thì hét lên, 300 triệu yên á? Làm mẹ phải bịt mồm cu cậu lại, đi đóng hết các cửa sổ rồi đưa cho bố xem tờ vé số và tờ báo. Đúng là khớp thật kìa. Lúc này bố mới tin lời mẹ nói là thật. Bố cứ nghĩ là mình đang nằm mơ, làm mẹ phải véo má để kéo bố về lại thực tại. Siêu quậy thấy cũng hay ho nên bắt chước mẹ, véo vào chỗ hiểm làm bố đau điếng cả người. Sau đó, bố bế mẹ lên như thể cả hai đang có buổi biểu diễn múa vậy. Thằng con thì không nghĩ là nhà mình đã trúng được xổ số đâu. Bố cảm thấy hạnh phúc, những khoản tiền nợ nhà và xe sẽ được giải quyết. Bố sẽ xây một ngôi nhà khang trang hơn và mua một chiếc ô tô mới xịn sò hơn. Mẹ cảm thán giờ mua đồ sẽ chẳng cần phải nhìn giá nữa rồi, lại còn có thể đi du lịch nước ngoài nữa chứ. Xin hỏi thế còn Chocobi và đồ ăn vặt thì sao? Đến lúc đó thì có thể thoải mái mua bất cứ thứ gì mà mình thích. Ông nhõi tham lam, còn đòi thêm cả mấy chị gái nữa, làm bố phải quát lên. Bố nâng niu tờ vé số trên tay, còn mẹ nghĩ đến đổi nó gấp. Bố cũng đồng ý và lên đường. Theo bố thì nên giữ bí mật về chuyện này, không được nói cho ai biết cả, nên bố dặn cu cậu là phải giữ bí mật. Xin bảo rằng hãy cứ yên tâm vì cậu nhóc có một cái đầu lạnh và trái tim nóng mà. Mẹ nghe xong thì cảm thấy đúng là không thể nào tin tưởng được siêu quậy. Đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa, bố sợ quá, liền cầm tờ vé số trốn dưới bàn. Mẹ mở ra thì đó là cô Michi và chú Yoshirin đến rủ bố mẹ làm bữa thịt nướng. Đã có sẵn bếp và nước sốt rồi, bố mẹ chỉ cần chuẩn bị thêm thịt bò hảo hạng nữa thôi, nếu được thì là bò Kobe nha. Bố tức tối, đi ra bảo rằng khôn như cô chú thì ở dưới quê bố đầy. Mẹ thì bảo tối nay nhà có việc bận mất rồi, xin nhanh nhẩu kể cho cô chú là nhà đã trúng xổ số. Mẹ cũng theo phản xạ hùa theo, rồi chợt nhớ ra là phải giữ bí mật. Mẹ giả vờ quay ra nói chuyện với thằng con để kéo cái mỏ hỗn của cậu nhóc. Bố thì cứ đứng khua tay khua chân, làm cô chú chán quá bỏ về luôn. Công cuộc đi đổi vé xổ số bắt đầu, mẹ cũng đã cho tờ vé số cẩn thận vào túi. Siêu quậy cũng không thể nào tin được rằng những ngày tháng ăn chơi xả láng đã thực sự đến. Mẹ mở cửa ra nhưng tay cứ ôm chặt cái túi, làm bố Hiroshi phải dặn là cứ thả lòng thôi, nếu không người ta sẽ nghi ngờ. Bố thấy mẹ nên hành động bình thường cho dù là gặp ai đi nữa. Cả nhà đang rón rén đi thì bắt gặp bác hàng xóm. Bác ấy hỏi thì bố chỉ bảo là cả nhà đang trên đường đi chơi. Xin thấy bố chả có tí kỹ năng diễn xuất gì cả, bố cứ nói linh tinh làm bác hàng xóm chả hiểu mô tê gì. Thế là mẹ phải lôi bố đi mới chịu. Cả nhà đang đi thì mẹ phát hiện ra phía sau có một người đàn ông rất khả nghi, cứ bám theo từ lúc nãy. Bố cũng đã quan sát thấy từ lúc đi rồi. Có lẽ nào anh ta lại biết được về tờ vé số chăng? Rồi xuất hiện thêm một anh chàng nữa trông rất đáng sợ. Mẹ Misae run quá, liền hét toáng lên. Hóa ra cả hai người họ chỉ là đang đưa đồ cho nhau thôi. Được một phen hú hồn, cuối cùng cũng đến được chỗ bàn vé số hôm qua. Cả nhà đứng đó, thầm nghĩ chỉ trong vài phút nữa thì gia đình sẽ trở thành triệu phú. Cả nhà hít một hơi thật sâu, rồi bố bảo mẹ hãy đi đổi nó. Thế là mẹ đưa tờ vé số ra để kiểm tra. Xin hào hứng quá nên cũng nhảy lên xem. Gia đình đều đang mong chờ điều diệu kỳ, thì cô nhân viên bảo tờ vé số đó không trúng. Bố lôi cả tờ báo ra để kiểm tra lại, thì phát hiện ra trên báo là loại tờ vé số khác, còn cái mẹ mua là cái khác. Cả nhà xịt keo cứng ngắc, không biết phải làm gì nữa. Hôm sau, kết quả của tờ vé số là trúng, nhưng mà là trúng cái nịt, và thế là mọi giấc mơ cũng tan thành mây khói luôn rồi. Và đó là những câu chuyện thú vị của Shin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi tới tận phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Yah, mata ne!